thông tin làm nhiều người bất ngờ về cơ sở bánh mì băng ở Đồng Nai, nơi nhiều bệnh nhân phải nhập viện điều trị, rất nhiều yêu cầu về điều kiện sản xuất kinh doanh gần như bằng không. Sau khi tiếp nhận thông tin về vụ ngộ độc, Phòng Y tế và Trung tâm Y tế thành phố Long Khánh kiểm tra cơ sở bánh mì cho thấy có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh do Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố Long Khánh cấp ngày 27 tháng 9 năm 2021. Tuy nhiên, cơ sở không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại địa chỉ 148/18 Trần Quang Diệu, phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Số người lao động trực tiếp là 4 người, gián tiếp 0. Giấy xác nhận tập huấn về kiến thức an toàn thực phẩm không có, giấy khám sức khỏe không có, hợp đồng mua nguyên liệu thực phẩm không có. Phần lớn các nguyên liệu được lấy ở cửa hàng có địa chỉ tại thành phố Long Khánh. Ngành chức năng tỉnh Đồng Nai và các đơn vị có liên quan tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nghi ngộ độc thực phẩm này. Sau sự cố, Sở Y tế tỉnh có văn bản hỏa tốc đề nghị các bệnh viện trong tỉnh bố trí đầy đủ bác sĩ, thuốc men, thiết bị, vật tư y tế, dồn toàn lực cứu chữa bệnh nhân. Sở Y tế tỉnh phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện đa khoa Đồng Nai, Thống Nhất và các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế tại khu vực phía Nam như Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Thống Nhất trong việc chuyển tuyến, hội chẩn chuyên môn, khám bệnh từ xa nếu cần thiết. Sở Y tế giao Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đồng Nai phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ ngộ độc theo quy định, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế trước ngày 9 tháng 5 năm 2024. Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tiếp tục tăng khi mới đây có thêm 15 học sinh của 4 trường tiểu học tại thành phố Thủ Đức giao bệnh viện Lê Văn Thịnh cấp cứu. Phần lớn các em ăn sushi từ hàng trong bán trước cổng trường. Các bệnh nhi vào viện sáng 2 tháng 5 với triệu chứng ói, chóng mặt. Theo báo cáo của Bệnh viện Lê Văn Thịnh gửi Sở Y tế, Sở An toàn Thực phẩm và các cơ quan chức năng, bác sĩ chẩn đoán nhiễm trùng đường tiêu hóa, nghi ngờ ngộ độc thực phẩm. Tất cả được truyền dịch, kháng sinh, sau đó tình trạng ổn, giảm ói. Trong 15 bệnh nhi có 10 trường hợp ăn sushi, 1 ca ăn bánh mì, chủ yếu mua ở hàng rong trước cổng trường. Cơ quan chức năng đến các trường tiểu học có học sinh nghi ngờ ngộ độc thực phẩm làm việc điều tra nguyên nhân. Quý 1 năm nay, toàn quốc xảy ra 16 vụ khiến 660 người bị ngộ độc, tăng gần 3 lần so với cùng kỳ năm rồi. Điều đáng buồn là có 3 người tử vong. Trước diễn biến phức tạp liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm, Bộ Y tế vừa có công văn khẩn gửi các tỉnh thành trong cả nước và chỉ ra một số nguyên nhân dẫn đến các vụ ngộ độc thực phẩm thời gian qua. Điều kiện thời tiết nắng nóng có lợi cho sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh, nhất là vi khuẩn gây bệnh đường ruột, động thực vật chứa độc tố tự nhiên như nấm độc, côn trùng, cây, quả rừng, thủy hải sản. Ô nhiễm môi trường và thiếu nước sạch để chế biến, vệ sinh dụng cụ, quá trình chế biến bảo quản nguyên liệu thực phẩm chưa đúng cách. Nhu cầu sử dụng các thực phẩm tươi sống, thức ăn đường phố, nước giải khát, nước đá ở các gia đình, bếp ăn tập thể, bữa ăn đông người, ăn uống khi đi du lịch tăng, trong khi ý thức chấp hành quy định của pháp luật về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của một số cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm chưa nghiêm cũng là nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm. Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm phù hợp với tình hình thực tế, nhất là từ tháng 4 đến tháng 8. Trong đó cần chú ý ngộ độc do nấm độc, ngộ độc do các loại động thực vật có chứa độc tố tự nhiên, ngộ độc do các loại thủy hải sản có chứa độc tố tự nhiên như cá nóc, sò biển, ốc biển lạ. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm, tập trung vào các cơ sở chế biến xuất ăn sẵn, bếp ăn tập thể tại khu công nghiệp, trường học và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, cơ sở sản xuất kinh doanh nước uống đóng chai, đóng bình. Kiên quyết xử lý nghiêm và đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm, cơ sở không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Công khai các hành vi vi phạm, kết quả xử lý vi phạm của tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo kịp thời người sản xuất kinh doanh và cho cộng đồng.